Theo một báo cáo từ Google, ít nhất 400 triệu người dùng Internet ở Đông Nam Á, tương đương 70% dân số khu vực, và khoảng 90% trong số đó kết nối với Internet chủ yếu thông qua thiết bị di động. Sự tăng trưởng nhanh chóng của người dùng Internet cùng sự phát triển của hàng loạt ứng dụng và các dịch vụ số đang thay đổi toàn bộ nhận thức và hành vi tiếp nhận thông tin người dùng. Khán giả đang dần chuyển sang những giao diện số như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để tiếp cận thông tin hay giải trí. Trước bối cảnh thị trường truyền thông giải trí đầy cạnh tranh và các đơn vị truyền thông chiếm nhiều ưu thế, đòi hỏi tư duy của người làm truyền thông phải thay đổi, linh hoạt và nhạy bén hơn để thích ứng với các kênh truyền thông mới. Bên cạnh những đơn vị truyền thông của nhà nước, thì những doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa cũng đóng góp một phần không nhỏ cho sự phát triển của thị trường này. Với cấu trúc tinh gọn và mô hình kinh doanh linh hoạt, họ đã nhanh chóng tạo ra những dịch vụ mới, sản phẩm truyền thông mới, thỏa mãn người xem, mang đến giá trị tri thức cho xã hội và hướng tới một tương lai bền vững. Sự đột phá của công nghệ đã làm thay đổi một cái cục diện của một nền kinh tế sáng tạo, nền kinh tế của truyền thông giải trí. Những cái khó khăn và thách thức của các cái công ty truyền thông và giải trí của Việt Nam nó không còn là cái sự khó khăn của những cuộc cạnh tranh trong ngành, mà nó còn là một cái cuộc đua về cái sự thấu hiểu hành vi và thói quen của người dùng. S-World với định vị là một công ty truyền thông thế hệ mới, đặt dấu chân đầu tiên trong thị trường truyền thông vào năm 2020 với khát vọng kết nối và lan tỏa tri thức. Nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường truyền thông, ngay từ khi thành lập, S-World đã có những lối đi riêng, tạo ra giá trị mới, khác biệt từ truyền thông. Hợp tác với báo điện tử VN Express, S-World đã đặt những viên gạch đầu tiên trong hành trình kiến thiết nên hành vi đọc, xem mới của khán giả thông qua các sản phẩm truyền thông với đa dạng đề tài, từ bài toán kinh doanh với talk show nguy cơ đến những câu chuyện tình yêu sâu sắc với Learn to Love. Đặc biệt, những câu chuyện tìm cơ trong nguy đã thu về hàng trăm triệu lượt xem sau một năm phát sóng. Talk show nguy cơ là chương trình kinh tế tiên phong, giải bài toán thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Bên cạnh việc phát hành trên website, ứng dụng của báo điện tử VN Express, thì chương trình còn mở rộng và thu hút sự chú ý trên các nền tảng số phổ biến như Facebook, YouTube và Spotify dưới dạng podcast. Talk show nguy cơ đã nhanh chóng trở thành một chương trình được yêu thích rộng rãi trong cộng đồng doanh nghiệp. Và từ nguy cơ thì mình nhìn thấy được có rất là nhiều ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp, và rất là nhiều người đã nói rằng là đây là một cái mini MBA cho các cái doanh nhân. VN Express cũng như là S-World đã tiên phong tạo ra được một cái hành vi của nội dung mới ở trên digital để người dùng của chúng ta có thể đón nhận được những cái thông tin có giá trị hơn, có sự đầu tư tốt hơn. Một thế hệ người tiêu dùng mới trong kỷ nguyên kỹ thuật số đã đặt ra tốc độ thích ứng nhanh chóng. Quan trọng nhất là khả năng thông tin phải mang tính giáo dục. Thành lập năm 2016 bởi hai nhà sáng lập Hảo Trần và Huy Trương, Vietcetera Media được biết đến là một trong những công ty truyền thông dành cho đối tượng Millennial, là thế hệ được sinh ra vào khoảng từ năm 1981 đến năm 1996 và Gen Z. Khởi đầu là nền tảng xuất bản nội dung bằng tiếng Anh, sau một thời gian hoạt động, Vietcetera bắt đầu có những thay đổi đáp ứng hành vi tiếp cận thông tin của khán giả, từ một trang blog về phong cách sống thành một công ty công nghệ truyền thông đa nền tảng. Hiện tại, Vietcetera là một trong những cái tên dẫn đầu thị trường podcast tại Việt Nam. Trong bối cảnh người dùng phương tiện truyền thông trong nước đang muốn tìm đến những nội dung đa phương tiện, chất lượng cao ở các định dạng mới, với tỷ lệ duy trì người nghe trung bình ở mức 71%, với podcast sản xuất bởi Vietcetera đều đạt thứ hạng cao và ghi nhận hơn 2 triệu lượt tải xuống mỗi tháng trên Spotify và Apple Podcast. Bên cạnh đó, với các nền tảng chia sẻ video của Vietcetera cũng ghi nhận lượng khán giả theo dõi tăng hơn 10% mỗi tháng. My hypothesis when we started Innovators and Have a Sip was we had to do video, but the intention was to have the video as a distribution channel so you can get people to adopt the audio as well. So you're basically creating a new format right next to video that will create more value, create another audience. Trong 7 năm qua, Vietcetera đã phát triển từ một đội ngũ chỉ gồm 2 thành viên đến một công ty với quy mô gần 100 nhân viên, cùng thực hiện một sứ mệnh duy nhất mang Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến Việt Nam. Với tinh thần đó,
Vietcetera hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng truyền thông hàng đầu, mang đến những nội dung đa phương tiện, chất lượng thông qua các định dạng và ý tưởng sáng tạo cho thế hệ Millennial và Gen Z. Một trong những ý tưởng độc đáo và thu hút nhất của Vietcetera có thể kể đến loạt nội dung cởi mở, nơi độc giả, đặc biệt là Gen Z, có thể tìm hiểu thêm về các vấn đề giáo dục, sức khỏe giới tính. Đây là chủ đề mà thế hệ trẻ luôn quan tâm và mong muốn tìm hiểu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện nay vẫn thiếu nguồn thông tin và cố vấn đáng tin cậy, những người có khả năng đưa ra hướng dẫn và lời khuyên chân thành cho các bạn trẻ. There's a lot of people from outside that are very curious about this country right now, and we feel like we're in a very awesome position to inform them, to tell them what's going on, tell them how great this place is. The world doesn't understand this place. And Vietnam is becoming a very globally connected society. And if the people here don't understand the world and the world doesn't understand Vietnam, it's a lost opportunity. Có thể nói ngành công nghiệp truyền thông và giải trí Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển bởi những đóng góp của các công ty nhỏ và vừa trong ngành này. Họ luôn không ngừng sáng tạo những nội dung chất lượng cao, phù hợp và bắt kịp xu thế của thời đại công nghệ số, đáp ứng nhu cầu của người xem. Hơn thế nữa, các doanh nghiệp truyền thông có thể đổi mới trong cách làm, cách tiếp cận độc giả, nhưng vẫn giữ vững sứ mệnh cốt lõi, đó là cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức, phổ biến tri thức và trao thêm sức mạnh cho con người, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đây cũng là mục tiêu mà các nước thành viên ASEAN hướng tới. Lĩnh vực truyền thông và giải trí của Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung đang trên đà đẩy mạnh hội nhập với những cam kết mạnh mẽ về chuyển đổi kỹ thuật số, đồng thời mang lại những giá trị tri thức, đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận mạnh mẽ hơn với thông tin hữu ích, từ đó góp phần thu hẹp khoảng cách về tri thức của người dân, thúc đẩy sự thay đổi từ thông tin đến tri thức và sự thấu hiểu, tạo ra một ASEAN hòa bình, phát triển, thịnh vượng và hạnh phúc.